Món canh bài thuốc tăng cường sức khỏe người bệnh gan, canh cầu kỳ, táo tàu, trứng gà, cầu kỳ 30g, táo tàu 9 quả, trứng gà 2 quả, đường viên, chế biến, cầu kỳ rửa sạch, để ráo, táo tàu rửa sạch, bỏ hạt, cho tất cả nguyên liệu lượng nước vào rồi đun sôi, cho trứng gà vào đun chín, sau đó nêm muối đảo đều là được. Món canh này thích hợp cho người gan thận bị tổn thương, ti vị suy nhược và người bệnh viêm gan, bệnh xơ gan mãn tính. Món này có tác dụng bổ gan thận, bổ âm, bổ máu, an thần. Món canh bài thuốc tăng cường sức khỏe người bệnh gan, canh chay, đùi gà, thủ ô, chay 150g, hạt thủ ô 15g, đùi gà 100g, muối 5g, chế biến, đùi gà chặt khúc, chân qua nước sôi, vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh. Con chay, hạ thủ ô rửa sạch, cho đùi gà, chay, hạ thủ ô vào nồi, đổ nước ngập, đun to lửa đến khi sôi rồi chuyển lửa nhỏ đun tiếp 30 phút, cuối cùng nêm muối đủ ăn là được. Thích hợp dùng cho người đau lưng, tê nhức thân thể và tứ chi, da bị mẩn ngứa. Món này có tác dụng bổ gan lợi thận, dưỡng huyết, khỏe gân cốt, nhưng hạ thủ ô không được nấu bằng nồi gang sắt, cũng không thể dùng chung với thịt lợn, thịt dê, cà rốt, hành tỏi. An Thảo được nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến. Đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo Đường.